Rồi, mến chào các bạn, thì hôm nay sẽ giới thiệu các bạn về một cái mẫu sản phẩm của Đài Loan. Và đây là một cái kéo cắt cành của Đài Loan, mã hàng là BD017 của hãng sản xuất là Buddy. Đây là một cái kéo cắt cành A8, có hai màu trên cái cán là màu đỏ và màu trắng, rất là đẹp, kèm theo cái khóa của cái tay cầm. Những cái sản phẩm này rất là đặc biệt về cái chất liệu, tại vì những cái sản phẩm của Buddy là cái chất liệu thép đều được tôi luyện và được xử lý nhiệt rất là cứng. Bên cạnh đó thì các bạn nhìn thấy những cái lò xo của cái sản phẩm được đàn hồi tốt, và chính vì vậy mà tạo cho cái lực cắt cũng như là lực mở rất là thuận tiện trong quá trình chúng ta làm việc. Mọi việc sẽ trở nên là khi chúng ta cắt nó dứt khoát. Và cái phần tay cầm các bạn thấy người ta bọc thêm một cái lớp nhựa để êm tay, và cái thiết kế nó bo tròn theo cái ốp của cái bàn tay chúng ta, thì tạo cho cảm giác thoải mái khi chúng ta sử dụng lâu dài, cũng như là cảm giác khi chúng ta cắt rất là ngọt. Bên cạnh đó thì cái phần lưỡi của cái phần kéo cắt cành này, các bạn nhìn thấy người ta gia công rất là kỹ, những cái con ốc, con tán người ta cũng chăm chút từng cái chi tiết, nó sẽ tạo nên một cái sản phẩm của Đài Loan rất là tuyệt vời. Ở đây các bạn nhìn thấy này, cái sản phẩm này các bạn nhìn thấy những con tán chặn nè, người ta gia công cũng như là siết lại rất kỹ. Chính vì vậy thì tránh cái trường hợp chúng ta sử dụng lâu ngày sẽ bị rơi rớt những con ốc thế này. Thì những cái tiểu tiết nhỏ trong những cái sản phẩm mà người ta chăm chút thì mình nghĩ cái chất lượng sản phẩm sẽ đạt cái hiệu quả như các bạn mong muốn. Đây, các bạn nhìn thấy cái sản phẩm, những cái phần lưỡi cũng vậy, cái phần lưỡi được thiết kế với độ cong là cái độ vát của cái lưỡi là 20 độ, nó sẽ cắt ngọt theo cái chiều hướng xéo của cái cây, giúp cho cái sản phẩm chúng ta cắt có một cái đường cắt đẹp gọn gàng hơn. Thì ở đây những cái sản phẩm của Buddy, mình đọc lại cho bạn là cái mã hàng này chính là BD017. Các bạn nhìn thấy cái mẫu mã của cái kéo cộng kèm theo là cái thiết kế bao bì của người ta cũng được chăm chút rất là kỹ. Chính vì vậy những cái sản phẩm này sẽ mang lại cho các bạn sự hài lòng, chúng ta không phải lo lắng về chất lượng quá nhiều, bởi vì những cái sản phẩm của Buddy đem ra thị trường đã được kiểm tra rất là kỹ. Ở đây thì mình lấy một cái cây hoa hồng của bà xã trồng và cắt cho các bạn xem. Cái này chúng ta cắt mẫu chơi thôi nha, tại vì những cái sản phẩm như cành hoa cái này thì chúng ta dùng cái kéo nào cắt cũng được, chứ không nhất thiết là chúng ta phải dùng một cái kéo chuyên dụng cắt cành. Còn cái này mình cắt cho các bạn xem, hy vọng là bà xã không xem cái clip này đang cắt cái bông hồng này nha. Đó, thì các bạn cũng sẽ cảm giác rất là thoải mái khi cầm cái kéo này. Với cái kiểu thiết kế như này thì mình nghĩ là sẽ có nhiều cái hãng sẽ xuất ra cái kiểu kéo như này. Và bên cạnh đó thì mình đang thấy cái hãng Buddy này với những cái mẫu kéo cắt rất là ok. Riêng về mẫu kéo cắt cành thì mình đánh giá là cao về chất lượng ha. Thì ở đây một cái thân cây, và mình cắt thử cái sản phẩm này trên cái thân cây lớn như này thì mình cảm thấy rất là nhẹ nhàng, và cái đường cắt cũng rất là ngọt. Bên cạnh đó thì các bạn nhìn thấy cái sản phẩm này có một cái phần đầu lưỡi người ta làm cái màu trắng, khi các bạn chạm tay trực tiếp các bạn sẽ thấy rất là tuyệt vời. Sản phẩm thì cũng giá rất là rẻ, rất là bình dân, để các bạn có thể dễ dàng mua hàng và dễ dàng lựa chọn cho mình cái sản phẩm phù hợp với cái công việc hiện tại. Khi mình cầm trên tay cái sản phẩm này, mình cảm thấy nó vừa tay, không quá nhẹ cũng không quá nặng. Chính vì thế mình sẽ có thể sử dụng được lâu dài hơn, và các bạn nữ cũng có thể dễ dàng cắt những cái cành cây để tỉa hoa trong những cái khu vườn của mình. Thì chúc các bạn một sự lựa chọn hoàn hảo, chúc các bạn một sự lựa chọn tốt, và hy vọng cứ với cái giá thành vừa túi tiền sẽ là một sự lựa chọn cho các bạn. Và cảm ơn các bạn, và hy vọng các bạn sẽ bấm kênh YouTube của mình để đăng ký, và sẽ có nhiều video clip sau. Chúc các bạn nhiều thành công và nhiều sức khỏe trong một ngày cuối tuần. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.